Các bạn có nghe tiếng xì xèo từ việc đun siêu tốc hay chưa? Nhưng mà thật ra thì mất tới 7 đến 10 phút thì chúng ta mới có nước nóng để uống. Và nó có thật sự tiện lợi hay không? Và nguồn nước này có thật sự sạch khi mà chúng ta uống vào trong cơ thể hay không? Thì đi hết đoạn clip này, Kim sẽ có một bài so sánh cho mọi người nhé. Ok. Thì với Enfusion Home WD5510 này thì nó sẽ có những cái tính năng tiện lợi như thế nào? Đầu tiên, nước ở đây các bạn dùng là nước khoáng 100%, nó sẽ tốt cho đường ruột và sức khỏe hơn là những loại nước máy các bạn đun sôi bằng bình đun siêu tốc. Tại vì chỉ sau 24 giờ thì vi khuẩn ở trong bình đun siêu tốc đã tích tụ rất là nhiều rồi. Cái thứ hai, chỉ trong 2 phút thôi là các bạn đã có một nguồn nước nóng và một nguồn nước lạnh để mình dùng. Và các bạn có thể pha cà phê, pha trà. Và ngoài ra thì khác quá trong mùa nóng của Sài Gòn như thế này thì uống một cốc nước lạnh là các bạn đã tập trung làm việc rất là nhiều. Tin Kim đi, nếu như các bạn uống từ nước độc và bằng Fuji Home thì khi mà các bạn qua nước máy và đun sôi các bạn sẽ thấy nó lợn cợn rất là nhiều. Vậy thì thêm một tính năng nữa là em này nhỏ gọn tiện lợi, các bạn có thể để lên bàn làm việc và tròn tay qua lấy nước, hoặc là các bạn di chuyển setup ở mọi nơi trong căn phòng của mình, văn phòng của nhà, nó sẽ không tốn diện tích nhiều đâu. Và em Fuji Home WD5510 này chính là bạn đồng hành của Kim.